ông chắc muốn nổi tiếng nhá, chạy nhảy vào qua cái hàng rào ý là ấy rồi chứ. Putin nó đã sang đâu? Sang bao giờ? Đâu, nếu thế cậu lại nhầm rồi. Putin nó chuyển bị sang đợt nữa này này. Chả biết rầm rộ với đại bác thì là tiếp đoán ở mức cao nhất rồi về chính phủ, nhưng mà người dân ấy